Nãy vừa mới chê Claire xong bây giờ gợi ý ngay một sản phẩm Claire, tôi như kiểu tự tát vào mặt mình ý. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ review nhanh với mọi người 8 món đồ skincare mà lúc mua thì mình cũng không trông mong gì nhiều đâu. Thế nhưng mà khi dùng thì chất lượng lại vô cùng bất ngờ. Đầu tiên là em dầu tẩy trang của nhà Hadalabo. Thì thực ra hôm mà mình mua cái em này ấy, thì là đơn giản là hôm đấy mình rảnh, mình ngồi lướt lướt Shopee và thấy Shopee Mall có flash sale em này với giá, hình như mình nhớ không nhầm là khoảng tầm 200, hơn 200 gì đấy cho một chai dung tích 200ml như thế này. Thành phần ở trong này, cái base dầu của nó thì hãng quảng cáo là chiết xuất từ dầu ô liu, kết cấu khá là lỏng. Mỗi một lần mình sử dụng thì mình thường sử dụng cho khoảng 2 pump là có thể sử dụng được hết cả mặt với cả cổ của mình để tẩy trang sạch rồi. Về khả năng của em này thì mình đánh giá ở mức trung bình khá, nghĩa là nó không phải là quá là xuất sắc, thế nhưng mà vẫn có khả năng làm sạch được dễ dàng các cái lớp tẩy trang lâu trôi, ví dụ như là kiểu mascara thì mình thấy đi khá là nhanh. Tuy nhiên thì khi mình đánh, có những hôm mà mình đánh eyeliner với cả cái mút kẻ mắt của Maybelline ấy, thì khi mà mình xoa thì sẽ hơi mất thời gian hơn một chút, thế nhưng mà vẫn khá là sạch. Ngoài ra thì một cái điều mà mình rất là thích ở em dầu tẩy trang này đó chính là cái khả năng nhũ hóa rất là nhanh. Tại vì có lẽ là một phần là vì cái kết cấu của nó lỏng ấy, thế nên là nhũ hóa đi khá là nhanh. Tuy nhiên là sau khi mà nhũ hóa xong, dù bạn có rửa nước kỹ như nào thì mình vẫn sờ ở trên da mặt có một cái cảm giác như có một lớp nó hơi nhờ nhờ một chút. Thế nên là nếu mà mọi người sử dụng em dầu tẩy trang này xong thì nhớ dùng thêm một bước sữa rửa mặt nữa để làm sạch kỹ hơn nhá, chứ nếu không là khả năng là sẽ bị lên mụn ẩn ấy. Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu mọi người đó chính là em sữa rửa mặt Tràm Trà của Naruko đến từ Đài Loan. Thì thực ra mình vốn khá là thích những cái sản phẩm dưỡng da của Đài Loan ấy, nhất là đồ của nhà Naruko. Tại vì thực ra là cái mặt nạ Tràm Trà cùng dòng với cả cái sữa rửa mặt này của Naruko là cái sản phẩm đầu tiên khiến mình kiểu chuyển sang đam mê skincare đồ đài ấy. Thế nên là mình luôn có những cái ấn tượng khá là tốt với cả đồ của Naruko. Tất nhiên là nó tốt thật chứ không phải là mình thiên vị đâu. Da của mình là thuộc loại da khô, còn em sữa rửa mặt này là thuộc dạng sữa rửa mặt đất sét. Và những cái loại sữa rửa mặt đất sét thì thường sẽ có cái khả năng làm sạch sâu, hút bỏ dầu nhờn khá là mạnh ấy. Thế nhưng mà khi mà mình sử dụng em này thì cảm giác ở trên da mình rất là êm luôn, không hề có cái cảm giác khô, căng rát sau khi rửa mặt gì cả. Cái kết cấu của nó ở trong này, ngoài cái thành phần chính là đất sét ra thì nó sẽ có thêm các cái hạt nhỏ li ti ở trong này, để ví dụ như là trong cái lúc mà mình massage ấy, thì nó sẽ giúp mình hỗ trợ nhẹ nhàng tẩy tế bào chết. Cái số lượng hạt ở trên này nó cũng rất là ít và cái kích thước hạt nó cũng nhỏ thôi. Thế nên là mọi người ví dụ như là da mỏng, da nhạy cảm, ví dụ như mình là da mỏng này, thì khi mà massage trên da thì cũng không hề cảm thấy đau rát. Trước khi dùng cái sữa rửa mặt Tràm Trà này thì mình dùng cái sữa rửa mặt hoa cúc của Q. Và khi mình dùng thêm thì mình cho em này dùng vào buổi tối và em Q hoa cúc dùng vào buổi sáng. Tại vì mình nghĩ là Q thì nó dịu nhẹ hơn ấy, còn cái này là làm sạch sâu hơn nên là mình dùng vào buổi tối. Tuy nhiên là khi sau khoảng vài lần, 2-3 lần sử dụng thì mình lại chuyển em nó lên dùng vào buổi sáng. Thật ra em này rửa vào buổi sáng cũng vẫn khá là dịu nhẹ chứ nó không bị kiểu làm sạch sâu quá. Với cả sau một buổi tối mọi người dưỡng da, cái lớp dưỡng nó còn đọng lại trên da ấy, thì em này với cái thành phần chủ đạo là đất sét kaolin thì nó sẽ giúp làm sạch sâu cái lỗ chân lông ở bên trong, giúp kiểu như là da mặt sáng ngày hôm đấy nó fresh hơn ấy. Ngoài ra thì tại vì ở trong này nó có bạc hà với tràm trà ấy, thế nên là lúc mà rửa trên mặt thì nó trời ơi siêu mát luôn ấy. Em này rất là phù hợp với những bạn nào mà da dầu, da hỗn hợp thiên dầu, lỗ chân lông to hay là da dễ nổi mụn ấy, thì rất là khuyên mọi người dùng em này nhá. Một cái sản phẩm tiếp theo vẫn đến từ nhà Hadalabo. Thì thực ra là mình không có mua em này mà mình được tặng
vì mình mua một cái sản phẩm gì đó trong siêu thị, thế là người ta có gắn kèm để người ta tặng theo ấy. Mình không quá là bất ngờ về cái gọi là về cái độ cấp ẩm của em lotion này, tại vì trước đấy mình cũng có mua một cái sản phẩm khác ở trong siêu thị và người ta cũng có tặng cái lọ lotion này. Tuy nhiên cái lọ lúc trước mình được tặng thì là cái bản màu trắng chữ xanh. Hồi đấy mình dùng thì mình cũng không có quá là nhiều trông mong kỳ vọng vào cái lotion đấy, tại vì mình nghĩ nó là hàng tặng kèm thôi ấy. Với cả lúc đấy mình cũng không có quá nhiều cái trải nghiệm với cả các cái sản phẩm của Hadalabo. Tuy nhiên thì sau một cái thời gian mình dùng hết cái lọ màu trắng đấy thì mình thấy rất là thích, tại vì cái khả năng cấp ẩm của nó siêu đỉnh mà da mình thì lại là da khô nữa. Thế nên là khi mà mình thấy Hadalabo tặng cái lọ lotion này thì mình rất là thích. Điều khiến mình bất ngờ đó chính là cái khả năng làm trắng dưỡng sáng. Ngoài cái thành phần chủ đạo được hãng quảng cáo là arbutin là một cái thành phần nổi tiếng về làm trắng da, thì trong này còn có bổ sung thêm vitamin B3 là niacinamide, thì mọi người cũng biết là có khả năng kiểu như là giúp làm sáng da, làm đều màu da, và có thêm vitamin C, cũng là một cái sản phẩm ống cũng là một cái thành phần vô cùng nổi tiếng về khả năng làm trắng làm sáng da rồi. Tuy nhiên để mà nói về dưỡng trắng ấy thì mình cần nhiều hơn một cái sản phẩm lotion, nghĩa là với mình để mà muốn dưỡng trắng được thì nên cần nó theo cả một cái routine ấy, nó hoặc là ít ra là phải từ một cái serum, chứ từ cái lotion để mà làm trắng như này thì mình cũng gọi là sao nhỉ, mình không trông đợi gì nhiều, mà mình dùng nó chỉ đơn thuần là như một sản phẩm cấp ẩm thôi. Tuy nhiên là sau khoảng 2 tháng sử dụng thêm em này vào trong cái routine của mình thì tự nhiên đến một ngày mình soi gương, mình phát hiện ra là da mình tự nhiên cái đợt đấy trông nó đều màu da hơn và trông nó sáng, trông glow hơn. Thế là mình thấy kiểu bất ngờ ấy, tại vì nó có tác dụng. Nghĩa là tác dụng của nó thì không phải là kiểu quá là nhiều, da bạn không phải là quá trắng, thế nhưng mà nó có hỗ trợ để giúp làm sáng da và đều màu da là có thật. Trong cái dòng arbutin vỏ màu xanh này thì mình thấy hãng có thêm cái sản phẩm tinh chất làm trắng nữa, thì mình nghĩ là một cái sản phẩm lotion mà nó có cái khả năng dưỡng sáng tốt như thế rồi thì serum thì có lẽ là nó sẽ còn có cái kết quả nó tốt hơn nữa. Thế nên có thể là mình sẽ mua thử cái serum để mình dùng thử thêm xem sao. Sản phẩm tiếp theo đó là một em tẩy tế bào da chết của nhà Rosette của Nhật. Đáng ra là mình phải giới thiệu em này trước cái em lotion vừa nãy mới đúng, nhưng mà thôi kệ đi, không sao. Thành phần của em này thì còn có bổ sung thêm AHA nữa. Mình mua và sử dụng em này vào thời điểm năm ngoái, hồi mà da mình bị dị ứng, kích ứng ấy. Lúc đấy thì mình đang sử dụng một cái tẩy tế bào chết dạng scrub. Thì mọi người cũng biết là khi mà da mình bị mụn, bị dị ứng như thế mà tẩy tế bào da chết bằng dạng scrub thì nó khá là thô bạo ở trên da. Thế nên là mình đã chuyển sang mua em này, nó là dạng peel. Thì dạng peel nó là tẩy tế bào da chết dạng vật lý, nhưng mà nó dịu nhẹ hơn. Khi sử dụng em này xong ấy, trời ơi, da kiểu mềm mịn, căng mướt da luôn ấy, không khô, căng không rát một tí nào cả. Mà cái thời điểm đấy mình dùng là da mình còn đang bị mỏng, bị nhạy cảm luôn ấy. Em này có hai dòng, cái dòng mình dùng ở đây là cái dòng màu đỏ là moist, dành cho da khô. Còn nó có một cái dòng màu xanh nữa là dành cho kiểu da dầu, da hỗn hợp thiên dầu ấy. Mình cũng có giới thiệu thêm cho bạn mình sử dụng cái em này, nhưng mà bản màu xanh vì bạn mình là da dầu ấy, và cũng có nói là ui dùng siêu thích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó chính là em vitamin C đến từ nhà Sun By Me. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên này là sản phẩm nó vẫn còn nguyên tem ấy, mình còn chưa bóc ra mình dùng, tại vì đây là cái lọ thứ hai mà mình mua rồi, còn cái lọ thứ nhất thì mình đã dùng hết rồi. Thực ra khi mà mình mua cái em này ấy, mình không trông mong gì nhiều đâu, bởi vì mình vốn không trông đợi gì nhiều vào các cái sản phẩm vitamin C với giá thành bình dân ấy. Cái lọ đầu tiên mà mình mua ấy là tại vì hôm đấy mình đi mua mỹ phẩm cùng với cả bạn mình. Thế là đứng vu vơ ở trong cửa hàng thì xem, sau đó thì nhân viên người ta tư vấn là loại này tốt, thì kiểu như là người ta tư vấn nhiều, người ta tư vấn nhiệt tình quá thì mình không mua cũng ngại. Thế là thôi mình cũng rút hờ bao ra để mình mua một em về để mình dùng. Mọi người cũng biết là một cái sản phẩm C ấy, nếu mà dùng để lâu quá thì nó sẽ bị oxy hóa và nó sẽ không còn tác dụng nữa. Thế nên là khi mà mình thấy dùng còn quá nhiều thì mới bắt đầu mình chuyển sang bôi tay, bôi chân. Và mình phát hiện ra em này có tác dụng đó là vì nhờ cái này. Tức là ở bụng mình hồi năm ngoái là mình có mổ ruột thừa. Tuy nhiên thì mọi người cũng biết là
bây giờ mình cũng gọi là có tuổi rồi, thế nên là da cũng không kiểu sản sinh collagen các thứ được tốt, nó sẽ không kiểu tái tạo ra nó được tốt ấy. Khi mà mình dùng ấy, mình không trông mong gì nhiều đâu, nhưng mà mình nghĩ là thôi còn thừa nhiều thế thì mình cứ nhỏ vào lên cả cái vết sẹo đấy thử xem như thế nào. Mà sẹo đấy của mình là đã qua được tầm khoảng 4 tháng rồi nhá. Mình kiên trì, mình dùng MC này lên cái vết sẹo đấy 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Sau 2 tuần sử dụng như thế thì tự nhiên vô tình hôm mình tắm thì mình phát hiện ra là cái vết sẹo của mình nó mờ đi, sáng lên một cách rõ rệt luôn ấy. Thế là mình có kiên trì để mình sử dụng thêm trong vòng khoảng tầm 1 tháng nữa. Tuy nhiên là trong 1 tháng còn lại đấy thì cái tác dụng ở trên cái vết sẹo của mình, cái mức độ làm sáng da ấy, nó cũng chậm hơn so với cả 2 tuần kia. Kiểu như là nó đã dưỡng trắng được đến một cái mức nào đấy rồi thì nó sẽ kiểu thêm một chút nữa thôi, chứ nó không kiểu sáng bật tông hơn so với cái 2 tuần đầu mình sử dụng. Tuy nhiên là cái kết quả mà nó mang lại với mình như thế là vẫn là quá là xịn rồi. Thế nên là cái đợt vừa rồi mấy tháng trước ấy, Watson có sale cái em này và mình đã vào Watson và mình mua thêm một lọ nữa, chính là cái lọ mà mình đang cầm ở trên tay ở đây. Lại thêm một cái sản phẩm nữa mà đáng ra mình phải giới thiệu với mọi người từ nãy nhưng mà mình lại bị quên mất, đó chính là em mặt nạ bùn dòng Stretch của nhà DreamWorks đến từ Hàn Quốc. Em này thì lúc trước khá là nổi tiếng và được mệnh danh là bán đúc của Lush. Tuy nhiên thì mình cũng không trông mong gì nhiều về chất lượng của các cái bản đúc đâu. Mình mua em này chỉ đơn giản là vì mình hết mặt nạ bùn và mình thấy quảng cáo sale rẻ. Mình mua cái hũ này hồi đấy sale hình như là còn có 190-200 gì đấy cho một lọ 110 gram như thế này, thì sale rẻ quá cho nên là mình mua thôi, với cả nghe review quảng cáo ở trên mạng thấy cũng tốt ấy, thì mua về dùng thử xem như thế nào. Thì mua về dùng thấy tốt thật, và tại vì da mình là da khô thế nên là mình rất là lười sử dụng mặt nạ bùn. Mà mặt nạ bùn những cái lúc trước mà mình dùng thì kiểu như là đắp chỉ khoảng tầm 5 phút thôi là bắt đầu nó khô căng ở trên mặt, nó căng cứng mặt rồi ấy. Thế nên là khi mà mình chuyển sang cái em này, cái chất đất sét nó rất là mềm. Để ở trên mặt mình để được phải tầm khoảng 15 phút nhưng mà nó cũng chỉ khô se se, nói chung là không phải khô se se nhưng mà nó khô lại, nhưng mà nó không bị cái cảm giác khô căng châm chích khó chịu như là mình dùng các cái mặt nạ đất sét thông thường. Thế nên là mình rất là thích em này. Ngoài ra thành phần ở trong này thì nó có thêm cái lá neem ấy. Thế là khi mà mọi người đắp xong, lúc mà mọi người massage để mọi người rửa, mình thì mình sẽ massage thêm một lúc để cho cái lá đấy nó sẽ nhẹ nhàng hỗ trợ tẩy tế bào chết ở trên da. Trời ơi, em này nó có một cái mùi siêu mát luôn ấy. Thơm, mùi mát kiểu mùi thảo dược xong rồi xen lẫn kiểu mùi bạc hà ấy, rất là mát. Lúc apply trên da cũng rất là mát, rất là sảng khoái. Bạn nào mà da dầu muốn kiểu làm sạch sâu ấy thì mình nghĩ em này có lẽ là hơi nhẹ. Tuy nhiên là những bạn nào mà da khô muốn sử dụng, muốn trải nghiệm thêm về mặt nạ bùn nhưng mà chỉ muốn kiểu làm sạch sâu thêm một chút thôi, nhưng mà ở mức kiểu vẫn phải dịu nhẹ ấy, thì em này mình vô cùng recommend mọi người sử dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo là một em kem dưỡng dòng Rich Moist Soothing Cream đến từ nhà Decler. Lúc trước mình đã có một cái trải nghiệm hoàn toàn không tốt về cái em vitamin C của nhà Decler. Thế nên là mặc dù mọi người vẫn rất là tung hô, mọi người vẫn rất là review và kiểu khen các cái sản phẩm của nhà Decler, tuy nhiên thì mình cũng kiểu như là bị một lần nên mình chột ấy, nhưng mình cũng không mong đợi gì nhiều đâu. Thế nhưng mà mình mua em này, cái lúc đấy là mình hết kem dưỡng và kiểu như là ngồi lướt thì chả biết mua cái sản phẩm gì cả. Thế là thấy kiểu mọi người review kem dưỡng của Claire rất là tốt rồi lành tính các thứ này kia, thì mình cũng thôi kệ, mua thử xem sao, biết đâu em vitamin C kia không tốt thì em này tốt thì sao. Lúc đấy cái sản phẩm mà mình định mua ấy là cái sản phẩm dòng Midnight cơ, tuy nhiên là hôm đấy mua thì nó bị hết mất, thế là mình vu vơ mình mua bừa cái em này. Thì nghe tên Rich Moist Soothing Cream thì mình nghĩ chắc là sẽ rất là hợp với cả da khô. Thì khi mà mua về mình sử dụng, ui thơm cực luôn nhá. Em này nó có một cái mùi kiểu mùi gừng ấy, dễ chịu lắm luôn ấy. Cái kết cấu của nó là cái kết cấu dạng cream khá là đặc luôn.
cái cấu dạng cream khá là đặc như thế này. Thế nhưng mà lúc mà tán ở trên da thấm rất là nhanh luôn, thấm nhanh, sau đó thì như kiểu để lại một cái lớp màng ẩm ở trên da ấy, không hề khó chịu, không hề dính mặt gì cả. Da mình là da khô, em này cấp ẩm vừa đủ ẩm. Tuy nhiên là mình nghĩ là những cái bạn nào mà da dầu ấy sử dụng em này vẫn rất là thích luôn, tại vì nó không hề nặng mặt, không hề bí dính gì đâu mà cấp ẩm lại rất là tốt. Thành phần ở trong này thì hãng quảng cáo là có ceramides. Trời ơi, mà mọi người cũng biết là da mình từ sau cái đợt hồi năm ngoái mà bị dị ứng ấy, mình siêu siêu thích những cái sản phẩm nào mà có chứa thành phần ceramide, là một cái thành phần mà có cái khả năng tái tạo, cấp ẩm và tái tạo lại cái lớp màng ẩm bảo vệ ở trên da ấy. Mọi người có thể thấy ở đây cái tuýp của mình nó móp hết cả rồi này, dùng sắp hết rồi. Sau khi mà hết em này thì chắc chắn là mình sẽ mua lại để sử dụng tiếp. Và cũng nhờ cái em kem dưỡng ẩm này mà bây giờ mình đã có cái thiện cảm rất là tốt trở lại với cả Dear Claire ấy. Sản phẩm cuối cùng mình giới thiệu mọi người đó chính là một sản phẩm kem chống nắng đến từ nhà Biore. Khi mà nhắc đến kem chống nắng Biore thì mọi người thường sẽ nghĩ đến cái tuýp skin aqua màu xanh xanh ấy. Tuy nhiên thì mình không có cái trải nghiệm tốt lắm với cả cái sản phẩm đấy, tại vì em ấy quá là nhiều cồn khô mà mình thì rất là ghét cái mùi cồn khô ấy, sử dụng ở trên da mình cũng không được thích lắm. Cái kem chống nắng ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người là một cái dòng kem chống nắng mình nghĩ là ít được mọi người PR lăng xê ấy. Đó chính là em này. Thực ra khi mà mình mua em này đợt đấy là vì mình hết kem chống nắng và chưa mua được kem chống nắng mới, thì mình đi vào siêu thị và để định tìm mua vu vơ một cái loại kem chống nắng nào đấy để dùng tạm. Và thường thì khi mà mình vào siêu thị để mua kem chống nắng dùng tạm thì mình sẽ mua Sunplay. Tuy nhiên là hôm đấy siêu thị hết cả Sunplay, thế nên là thôi mình cứ mua bừa để dùng tạm kiểu mấy hôm ấy, có còn hơn không, thì mình mua bừa em này. Em này mình mua nhớ không nhầm với mức giá chỉ có 60 mấy nghìn thôi ấy, rất là rẻ. Mà trong một cái lọ này là hình như là 25-30ml gì đấy. Nếu mà mọi người dùng đều đặn thì chắc là cũng dùng được khoảng tầm trong vòng 1 tháng. Về kết cấu thì em này có kết cấu dạng sữa milk, thế nên là khi mà tán ở trên da thì thẩm thấu rất là nhanh. Cảm giác ở trên da để lại cũng rất là ráo, nhẹ, nhẹ tênh luôn ý. Khi mà mọi người bôi xong gần như là không có cái cảm giác là đã bôi kem chống nắng luôn. Sau khi mình bôi xong mà mình có kiểu giữa ngày mình rửa mặt ý, hay là mồ hôi chảy ra nhiều thì cũng không bị để lại các cái vệt trắng, vệt loang lổ gì ở trên da cả. Vốn chỉ định mua dùng tạm thời 1-2 ngày thôi, thế nhưng mà cái cảm giác, cái trải nghiệm mà em nó mang lại với mình thì lại quá là thích. Đến bây giờ thì mình đã dùng hết em nó luôn rồi, mọi người có thể thấy là không còn nữa luôn. Cuối cùng thì cũng xong, cái video này có lẽ sẽ rất là dài luôn ấy, nhưng mà mình hy vọng là mọi người sẽ thích và ủng hộ. Nếu mà mọi người muốn mình review thêm những cái sản phẩm nào thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Mình sẽ quay trở lại với những cái video review chất lượng hơn dành cho mọi người. Còn bây giờ thì bye bye.